Thanh Ngọc chào cả nhà hết nha, cả nhà thân yêu yêu yêu. Nay trời âm u, mưa đêm hôm. Nhìn trời thấy buồn hiu buồn hiểu ha cả nhà. Không có ánh sáng mặt trời. Bữa nay mưa. Chưa có series chính mà con chim nó bay qua bay lại, nó kêu chót chét trên cái ngọn cây series. Ba hồi nó hé ánh nắng, ba hồi thì nó không hé. Mấy con chim mà nó khoái sari á, mấy con chim đó cả nhà nghe nó kêu không? Lại tiếp tục vườn cả trái cây sari nữa. Trời mưa cả nhà. Cả nhà thấy trái cây không? Này, đây là sari bên Pháp nha. Cái sari này bên Việt Nam mắc tiền lắm. Mấy năm mà chưa có dịch là ở bên Mỹ. Bên Mỹ hoặc bên Pháp người ta có trái cây nè. Người ta hái hoặc là người ta thâu mua đó. Rồi người ta đem về Việt Nam á, người ta chứa đựng trong cái thùng mút đó cả nhà. Đó, rồi người ta đem bển người ta bán. Ta bán 500-600 một ký. Rồi cái người bán hàng đó, người ta thâu mua coi 700 một ký. Rồi người ta bán ra là một ký là 1 triệu nha cả nhà. Mấy năm về trước đó nha cả nhà. Nhưng mà mình từ hồi nào giờ nhà mình có sari nhưng mà mình không có được dịp để mà hái sari đem về cho cả gia đình ăn. Tại vì cả nhà biết lý do sao không? Vì cái sari á là tháng 6, cuối tháng 6. Cuối tháng 6 và giữa tháng 7 thì nó mới có sari. Còn mình đi thì mình đi trước rồi. Mình đi tháng 5. Cho nên là mình không có lúc đó tháng 5 là không có sari. Còn những khi mà mình với hồi nào giờ mình không có biết là đem sari về. Cho nên là có khi có dịp mình về tháng 7. Thì trong cái tháng 7 đó là sari nó đã mình đi trước. Thì sari nó có sao cho nên không có được dịp nào mà đem sari về hết. Có một lần thì mình về mình hái sari xong thì mình vô mình làm con phia để nguyên cái trái đó. Mình chỉ lấy cái mũi dao và mình tách là lấy cái hột ra và mình ngào lấy cái hột đó xong rồi mình lấy cái trái á mình ngào ngào cho mình sên lại cho nó rút đường vô đến nỗi nó khô luôn á cả nhà, nó khô luôn á, giống như chùm ruột á. Mình làm như vậy á thì mình có đem về được có 2 hũ thôi, làm mấy ký sari. Một một ký sari là 1 ký đường.
thì đổ chung đổ dồn dồn vô mình làm chợ, mà được khi mà nó sên lại thì được có 2 hũ thôi, thì có 2 hũ mình đem về cho em út con cháu mình nó ăn cho nó biết là sơ ri ngào đường, giống như mình làm chùm ruột vậy cả nhà. Mà làm cái sơ ri này thì nó hao tốn ga dữ lắm, mà làm đứng làm chợ cứ sên đứng quậy hoài mỗi tay. Mình làm mấy năm về trước rồi, sau này mình mệt quá mình không làm, làm lâu lắm. Cả nhà thấy series mình thấy ngon không? Nó quá trời luôn nè, nhưng mà chưa biết là nó như thế nào. Nay thấy nó to to một chút rồi nè cả nhà. Chỉ được có nhóm này, còn ở trên nữa, ở trên thì nó không biết có được nhiều không, nhưng mà thấy cũng một một nhánh thì nó cũng ít lắm, nhưng mà ở trên để cho mấy con chim đồ nó ăn đi, mình ăn ở dưới được rồi. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10, 10 giờ nha cả nhà. Cả nhà thấy không, bên bên nhà của đó chim này, chim nó đi kiếm sari ăn á, chạy ngang nó bay sùm. À, quên, nó bay ngang nó la sùm, không có một bóng người ra ngoài vườn hết nha cả nhà, có mình ra làm video thôi. Đó, bông bông mai hoa hoa mai anh đào của mình á. Gần cuối tháng 5 rồi mà chưa có một cái cọng một 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 cái nhánh rau nào ăn hết. Ương rồi nhưng mà nó không có lên nảy mầm. Mình sẽ cho cả nhà mình thấy cái loại cây cây thơm của Tây nha, nó có bông. Đây là cái cây này đây, để người ta nấu đồ ăn từ Tây nó xài cái này nè, không biết cái tên gì mình quên rồi. Khi mà người ta làm đồ ăn là người ta hái chừng vài nhánh thôi, vài nhánh cái xanh xanh này nè, và người ta vô người ta bỏ trong những cái món món đồ ăn cho nó thơm. Nhưng mà người ta lấy cái khô nha cả nhà, lấy mấy cái khô ở đây là nó khô rồi nó chết nè. Cái này là tự tự nó có nha, tự ngồi đây mà nghe mùi thơm á, tự nó có á, nó có, nó mọc ở trong đây nè chứ mình không có trồng nha cả nhà. Ấy ấy có, ngày xưa ông xã mình trồng trồng ở ngoài đất á, rồi nó ra nhiều quá rồi mới ấy bỏ, xong rồi ông xã mình đưa vô đây chỉ có một một bụi thôi mà bây giờ nó nhảy ra quá chừng luôn. Để vô trong đây nè, có một bụi chỗ này thôi, với chỗ này giờ nó chỉ chết, với chỗ này mà bây giờ nó nhảy từ lưa nha cả nhà, nó thơm ghê không, mà cái bông nó cũng đẹp nữa. Đây là nó ra bông hết rồi nè, rồi nó còn ra bông xong rồi cái lá nó rụng bông rồi cái lá nó mới xanh, còn chỗ này thì nó mới ra bông, thơm quá. Vì mình ít có xài lắm.
chim nó kêu cả nhà nghe không? Để coi cái dâu bà bạn kế bên nhà mình nè, bà trồng dâu mà bà trồng dưới đất như vậy nè, mai mốt nó có trái á, là trái của nó nằm ở dưới đất á, dơ lắm, đất nó bám vô dơ lắm. Đây đây nè cả nhà, trồng dâu đó, từng líp á, có bông rồi. Nhưng mà trồng kiểu này thì nó dơ lắm, nó có trái là nó dơ lắm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám líp à. Dơ lắm, trồng vậy nữa nó có trái nó dơ hay à. Ông trồng xà lách bên kia, nhưng không biết trồng gì. Trồng xà lách quá chừng. Còn ở đây là bông hành á cả nhà. Đó, hành tím của ổng á. Đây. Trồng hành á, có bông rồi đó. Để bữa hôm nào mình bông hành hành của Tây. Để bữa nào mình gặp mình kêu ổng cho mình bớt vài bụi hành. Vậy mình trồng thử coi. Trời âm u, nó đang thu lùi, lâu lâu nó có ánh nắng. Cả nhà mình cho cả nhà mình thấy cái loại cái cây này nó bám vô tường mà nó vẫn sống nha. Là ngày xưa nhà của mình nó có như thế này nè. Đó, nó có mấy cái dây đu lên tường này nè, rồi nó ra lá, xong rồi á là cái mùa lạnh là nó rụng lá hết, thì nó chỉ sống đu lên vách tường thôi nha cả nhà đó. Thì nhà mình hồi trước á thì nó như thế này nè, nó đều lắm. Rồi sau rồi mình thấy ông xã mình á, ổng cứ ổng leo lên cao trên tuốt trên gần mí nóc nhà đó, ổng cắt. Thì mình thấy vậy mình mới kêu ổng thôi giờ cắt bỏ hết. Cả nhà thấy không? Nó ăn vô tường nè. Đó. Nó ăn, nó nhét vô tường nè, cái loại này nè. Nó ăn vô vách tường á. Chứ nó không có cái cây giống như người ta. Nó đu lên vách tường nó ăn. Nó ăn trên vách tường nó đu lên vậy mà nó sống đó. Thì mình với ông xã mình cắt cái gốc hết. Cắt cái gốc không cho nó lên nữa. Thì từ từ cái bắt đầu là nó chịu lũi tới giờ luôn đó. Đây là hoa anh đào đó. Thì làm cắt gốc sạch hết rồi đó. Giờ thành là cái nhà nó vậy. Nhưng mà chưa có mướn người ta sơn phết. Tại vì ở bên này bên nước ngoài mà mướn người ta làm nhà một cái là thôi cháy túi tiền nha cả nhà. Mình có hỏi rồi thì làm hết nguyên cái nhà này của mình á, là người ta cạo ra hết rồi người ta cho xi măng rồi người ta quét vôi và bột á, là gần 30 triệu nha cả nhà. 30 ngàn euro. 30 ngàn euro là làm hết nguyên cái nhà mình á đó. Nhưng mà giờ tiền đâu cho nên không có làm, để vậy luôn. Bông đẹp không cả nhà? Đứng đây mà nghe mùi bông thơm phức luôn. Mỗi lần ổng leo, ổng lấy cái thang á, thang cao. Cả nhà mình thấy không, từ ở dưới đất mà lên tới mấy nhà, nó lên trên nóc nhà luôn nha. Nó còn một đám cây khô kìa, chưa có móc kéo xuống, đợi nó khô rồi tự động nó rớt. Nhưng mà chắc mùa hè này thì kêu ổng bắt thang lên, ổng ghị cho nó xuống để về chừa một cái đám cây khô nó ở trên tường, thấy nó dơ. Còn đằng kia thì kéo xuống hết. Giờ còn ở vách nhà không?
cái loại nó bu, nó bám, nó sống về vách tường á, chứ nó không phải như mấy cái cây mà mình trồng. Cái loại đằng kia cũng vậy, mà tự động, mấy cái này là tự động nó lên. À, còn cái cây mà đeo tường là ngày xưa là chưa mua cái nhà này thì chủ nhà nó đã trồng rồi, mà khi mình về á, mình về tới mình ở á, khi mình qua đây mình ở thì nó lên tới đây nè, nó đu nó mọc tới ngang chỗ cái cửa nhà kho thôi, còn ở đây thì nó chưa có. Rồi từ từ cái nó bò ra tới mí nhà luôn, nó sùm xề. Con cúc cu nó đi kiếm ổ chim để nó bỏ trứng vô đây nè, cũng như cái loại này nè cả nhà. Loại này nó cũng đu bám lên tường nè, mà hồi trước đã làm cho nó chết rồi, nhưng mà giờ nó không biết sao nó sống lại, nó bu lên tường nè, bu lên vách tường đó. Thì cả nhà mình thấy không, những cái cây mà nó chết khô là ngày xưa cắt á, cắt gốc á, là đời giống như ở trong hồi nãy mình review đó. Còn cái đám này là cái đám khác, khác giống của nó. Wow, cái cây cải, cái bồ công anh của mình lá to kìa. Không, không cắt cỏ hết rồi chứ, thôi mình hái một mớ bồ công anh vô nấu canh ăn rồi. Đó, những cái loại này thì nó tự tự mọc lên và nó tự sùm xề và nó tự đu lên tường luôn. Này cậy nó đi, nó đu lên nó tường này cho nó đu đi. Cả nhà thấy cây dương liễu của mình này, cái lá của nó nè, đây là cái nhánh dương liễu, nó lồng thòng á, nó dài, nó lồng thòng xuống cái dương liễu. Chỗ nào cũng có hoa anh đào của mình hết nha. Đây là cắm á, cắt lên một nhánh là cắm chỗ nào là nó sau này nó lên chỗ đó. À, được ở đây được một bụi bồ công anh nữa, nhưng mà loại bồ công anh này khác, không có ăn được. Cây bông này năm nay nó cho bông quá nhiều luôn, hoặc cần câu luôn. Chỉ cắt cái một nhánh thôi mà sau này nó lên, cái nó nhảy lên nó từ từ nó làm cho một lùm luôn. Rất đẹp, rất thơm nha cả nhà. Hai cây nhãn trước nữa nè. Hai cây này nó gần nhau, nó đan với nhau, ở chính ở dưới này có cái đường đi vô đi ra. Đó. Và nó cũng gần hết rồi. Nó chỗ từ từ. Lạnh quá cả nhà. Xe máy cày chạy ồn quá. Đây, hai cây ở trước cửa nhà. Nhà thấy không? Nó cái bông của nó này. Con tím này thì nó sắp tan hết rồi. Con bông quệ này thì tháng 5, tháng 6 gì đó, tháng 6, tháng 7 nó mới có.
Tôi làm bông quệ nè. Đây là cái cây rau thơm, cây mong nè, rau thơm của Tây. À, nó nhảy từ lưa hết nha, nó bò ra nó nhảy từ lưa hết. Thì trước mình trồng có một cây một thôi, nó cũng giống như cái rau thơm của mình vậy, nhưng mà cái mùi này nó thơm cái mùi gì cả nhà biết không? Cái mùi sương gươm mà. Cái rau măng của Tây. Ăn được nha cả nhà. Thơm. Rất là thơm. Ăn được á. Mà mình cái rau thơm. Nó nhảy quá trời luôn. Trước trồng có một bụi mà giờ nó nhảy từ lưa hết. Nhảy nhẹt hết luôn. Vàng hoa tím ở ngay chỗ cái đường đường rỗng trước ngay chỗ mấy sân nhà mình là cái chỗ đó là hồi trước người ta đào đào một cái rãnh mương đó để người ta đặt ống xuống, người ta chuyển dẫn ga ga nó vô trong nhà mình xài sofa đó bằng ga. Hồi trước xài bằng dầu nhưng mà dầu mắc quá xài ga. Thôi đi vô để bệnh cả nhà ơi, lạnh quá rồi. Vô nhà đứng để nó lạnh quá bệnh. Vậy thôi cái video của mình tới đây thì xin kết thúc nha. Tạm tạm biệt cả nhà hết nha cả nhà. Ova chút nữa cả nhà sẽ gặp lại cái video này của mình. Mặc dù là mình làm cái video tại nhà. À, mình hơi bị cảm và nói chuyện nó không có được rõ tiếng gì lắm. À, mong cả nhà thông cảm nha. À, đừng có ném đá, cả nhà ném tiền vô cho mình được rồi. À, mình lên công chiếu á, cả nhà đừng có ném đá mà cả nhà ném cái tiền vô là mình ok rồi, mình hứng liền á. À, tại mình cũng đang cần tiền á. À, cả nhà cho mình đồng hay đồng cũng được nữa. À, mình chào cả nhà hết nha. Thank you for you, my friend. My friend, keep money for me. Thank you so much. Nó chơi nha cả nhà, đừng có ném đá nha cả nhà. Mình đi lên mà công chiếu nó chơi thôi nha. Hello, my friend. You keep money for me. It is. Biết nhiều đó thôi, không biết nhiều nữa.